Hello anh em và các bác. Hôm nay bên em lại về được một bộ máy ảnh Canon. Em xin phép lên cho anh em và các bác xem. Để anh em và các bác có nhu cầu thì liên hệ với bên em. Đây là bộ máy ảnh Canon 6D nhé. 6D gồm có body này, lens này, lens là lens 50 1.8, đời 2 nhé các bác nhé. Và một chiếc đèn. Đèn của Sunny. Đèn này là đèn NF600C nhé các bác và anh em. Đây em xin phép quay qua về ngoại hình của em body 6D này. Đây ạ. Đây là ngoại hình của body 6D còn rất chi là đẹp nhé. Đấy. Em này thì bên em test qua rồi, hoạt động hoàn hảo ạ. Không lỗi lầm gì. Đây. Các góc cạnh còn rất đẹp ạ. Đây ạ. Siri nét căng nha các bác và anh em nhé. Đây. Cao su chưa bong chóc gì hết. Nói chung em này ngoại hình là còn đẹp đấy. Này. Còn đây là em len. Len này thì là len 51.8 đời 2. Cũng còn rất chi là đẹp, còn cả hộp luôn nhá các bác và anh em. Kính cũng rất ok. Đấy. Đây là chiếc đèn. Đèn này thì đèn cũ cũng còn được ạ. Đấy. Đấy. Đẹp nhất vẫn là em body 6D này. 6D bây giờ tầm này các bác và anh em chơi thì quá hợp lý rồi. Giá cả bây giờ nó xuống nhiều. Thì các bác và anh em chơi quá tuyệt vời luôn. Đấy, có một vài vết cấn cấn đây nhưng không vấn đề gì. Full frame thì các bác chụp cái chất ảnh khá ok. 6D này thì nó được cái là ISO cao. Các bác chụp tối rất lợi. Vậy bác nào có nhu cầu thì liên hệ với bên em nhé. Theo số điện thoại của em là 0982 988 007. Các bác em Zalo cho em cũng được ạ. Đây em xin phép quay qua về ngoại hình để cho các bác biết là bên em có hàng để các bác có nhu cầu thì ơi ạ. Bên em là chuyên thu mua máy ảnh cũ và mua bán trao đổi ạ. Các bác có nhu cầu thì cứ alo nhá. Một em 6D quá đẹp luôn. Thôi em xin phép dừng video tại đây nhá. Các bác có nhu cầu thì cứ alo cho em ạ. Qua số điện thoại của em hoặc là fanpage, Zalo, Facebook gì đấy, TikTok cũng ok ạ. Rồi em xin phép dừng video tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau. Chúc các bác có một ngày cuối tuần vui vẻ nhá.